đức trọng đại này để cùng nhau thắp sáng điểm đến mới trên vùng đất di sản Cao Bằng. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Và quý vị đại diện của chúng tôi đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ, cho phép Bích Hòa xin phép được bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chào mừng các bạn mừng tay đất du lịch Cao Bằng, một địa điểm mới tại trung tâm thành phố Cao Bằng, với dấu ấn và giá trị Việt của tập đoàn Mường Thanh. Chúc mừng điểm đến thứ 60. Và xin mời quý vị đại biểu chúng ta sẽ tiến lên phía sân khấu bạn nán lại sân khấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Mường Thanh đất du lịch Cao Bằng chính là lời khẳng định vị thế của một thương hiệu khách sạn hàng đầu trong thị trường lưu trú tại Việt Nam. Nằm ở vị trí đắc địa là tòa nhà hiện đại bậc nhất tại Cao Bằng, với lối kiến trúc độc đáo, 223 phòng lưu trú với tiêu chuẩn 5 sao. Mường Thanh đất du lịch Cao Bằng là công trình ấn tượng, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho thành phố Cao Bằng. Và một lần nữa, xin được chúc mừng tập đoàn Mường Thanh đã có mặt tại vùng đất di sản Cao Bằng. Xin chúc cho tập đoàn Mường Thanh tiếp tục vươn xa hơn, vươn cao hơn trên con đường chinh phục những tầm cao mới. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, chúng ta sẽ tiến đến khu vực trung tâm sân khấu để chuẩn bị nâng ly chúc mừng. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly lên để chúc mừng khai trương khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng, đánh dấu điểm đến thứ 60 của tập đoàn Mường Thanh, một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình 30 năm lan tỏa giá trị Việt của tập đoàn. Và xin được mời tất cả quý vị phía dưới ạ, chúng ta sẽ cùng đứng dậy và cùng nâng cao những ly đồ uống của mình để cùng với chúng tôi ngày hôm nay nâng ly và chúc mừng khách sạn Mường Thanh.